Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế 40% ô tô Trung Quốc. Từ ngày 7 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp mức thuế mới 40% lên ô tô nhập từ Trung Quốc bảo vệ sản xuất nội địa. Mức thuế mới được tính trên giá ô tô Trung Quốc nhập khẩu và tăng 30% so với quy định cũ, trừ xe điện. Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quyết định áp dụng thuế bổ sung dựa trên các mục tiêu giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước. Thuế bổ sung sẽ áp dụng với các loại xe chở khách thông thường và xe hybrid, xe lai xăng, điện từ Trung Quốc nhằm bảo vệ và tăng thị phần sản xuất trong nước, thông báo của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm ngoái, nước này đã áp thuế 40% với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và đưa ra một số quy định liên quan đến dịch vụ và bảo trì loại xe này. Thổ Nhĩ Kỳ đang khuyến khích sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn để giảm thâm hụt thường xuyên ở mức 45,2 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Các thương hiệu ô tô lớn của Trung Quốc như Chery, BYD Skywell, Leapmotor, Seres, DFSK, Maxus, Hongqi, NETA và SVKM chiếm gần 10% thị phần xe hơi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2022, khoảng 3.456 ô tô do Trung Quốc sản xuất được bán ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này tăng gần 13 lần trong 10 tháng đầu 2023, tương đương 43.562 chiếc. Xe Trung Quốc được chuộng vì giá rẻ và chất lượng, theo tờ Hurriyet Daily. Có vẻ điều này có lợi cho người tiêu dùng trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra khi họ giành được thị phần, Baron Ehrlich, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu ô tô Ulusac, OB, nhận định. Công nghiệp ô tô vốn là ngành xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong 15 năm qua và mang về thặng dư thương mại, nhưng bắt đầu thâm hụt từ năm ngoái. Mức thâm hụt có thể lên tới 3,54 tỷ đô la Mỹ trong tương lai, theo Ehrlich. Trung Quốc đang đối mặt với áp lực thương mại ngày càng tăng từ một số quốc gia do xuất khẩu xe điện bị cáo buộc là trợ cấp để bán giá rẻ, ngày càng tăng. Giữa tháng 5, Mỹ đã áp thuế hơn 100% lên xe điện Trung Quốc với lý do chặn hàng giá rẻ tràn ngập nước này. Tuần tới, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố việc có áp thuế bổ sung tạm thời lên xe điện Trung Quốc hay không. Số liệu được công bố chính thức cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, tổng hợp bao gồm ngành dịch vụ và sản xuất tại khu vực đồng euro đã tăng lên 52,2 điểm trong tháng 5 năm 2024 từ mức 51,7 trong tháng 4. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ thời điểm tháng 5 năm 2023. Theo các chuyên gia, tình hình suy thoái tại khu vực đồng euro đã được cải thiện nhờ sự phát triển trong ngành dịch vụ. Nhìn chung, lĩnh vực này có thể đảm bảo rằng Eurozone sẽ tăng trưởng tích cực trong quý 2 năm 2024. Chỉ tính riêng chỉ số PMI dịch vụ, con số tăng trưởng được ghi nhận là 53,2 điểm trong tháng 5 năm 2024, cao hơn so với mức 52,9 trong tháng 4. Trong một báo cáo chính thức, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thành lập mới tại Trung Quốc đã tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 16.805 doanh nghiệp. Ngoài ra, một cuộc khảo sát với hơn 600 công ty FDI cho thấy, hơn 70% trong số các công ty lạc quan về triển vọng phát triển của thị trường Trung Quốc trong 5 năm tới và hơn 50% tin rằng thị trường Trung Quốc đã trở nên hấp dẫn hơn. Sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc kết hợp với môi trường kinh doanh không ngừng cải thiện đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của các công ty FDI, khi họ đang tích cực tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Đức đã công bố kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập trị giá 23 tỷ euro, 25 tỷ đô la Mỹ cho các hộ gia đình đến năm 2026. Theo đó, kế hoạch này bao gồm việc tăng mức miễn thuế cho những người có thu nhập thấp cũng như nâng khoản thu nhập để bù đắp cho những ảnh hưởng của lạm phát đối với người lao động, khiến cho họ phải chịu một mức thuế cao hơn trong hệ thống thuế của đất nước. Kế hoạch cắt giảm thuế của Bộ trưởng Tài chính Đức diễn ra trong bối cảnh nước này đang trong quá trình đàm phán với các quốc gia liên minh về lỗ hổng ngân sách Đức vào năm sau. Ước tính trong năm 2025, thâm hụt ngân sách của Đức sẽ rơi vào khoảng 20 tỷ euro. Đại sứ Brazil tại Moscow mới đây đã cho biết trao đổi thương mại giữa Nga và Brazil sẽ vượt mốc 12 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Vào năm 2023, trao đổi thương mại song phương đã đạt trên 11 tỷ đô la Mỹ và triển vọng trao đổi thương mại trong năm nay còn đáng khích lệ hơn với giá trị vượt mức 12 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo đại sứ Brazil, Nga đã trở thành đối tác thương mại vô cùng quan trọng của Brazil.
năm 2023, Brazil đã xuất khẩu chủ yếu sang Nga các mặt hàng như phụ tùng ô tô, thiết bị y tế, thuốc men, máy móc nông nghiệp, giày dép và rượu vang. Bên cạnh đó, thị trường Nga rất rộng lớn và đầy tiềm năng, vì vậy cộng đồng doanh nghiệp tại Brazil cần nỗ lực hơn nữa để có thể tận dụng cơ hội đang có tại thị trường Nga. Các nhà hoạch định chính sách do Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada dẫn đầu đã hạ lãi suất qua đêm chuẩn xuống 4,75%, tương đương với mức giảm 25 điểm cơ bản như thị trường và các chuyên gia kinh tế đã dự đoán trước đây. Các quan chức cho biết họ tin tưởng rằng lạm phát Canada sẽ đạt được mục tiêu 2% đã đề ra và hoàn toàn có thể cắt giảm thêm lãi suất nếu nền kinh tế tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực. Ngân hàng Trung ương Canada cũng chỉ ra rằng chu trình nới lỏng trong tương lai sẽ còn phụ thuộc vào những diễn biến của lạm phát. Dù trong thời gian qua nền kinh tế đã có những điểm khởi sắc nhất định nhưng cũng không thể chủ quan trước những rủi ro có thể xảy ra như căng thẳng thương mại toàn cầu, giá nhà tăng nhanh hơn dự kiến hay mức lương tăng nhanh hơn so với năng suất. Ngân hàng Thế giới đã cải thiện thứ hạng của Nga sau khi sửa đổi dữ liệu và nói rằng Nga thực sự đã vượt qua Nhật Bản từ hồi năm 2021 và duy trì vị trí thứ tư kể từ đó, tính theo PPP. Tính theo sức mua tương đương, PPP, Nga đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, theo dữ liệu được sửa đổi từ Ngân hàng Thế giới công bố vào đầu tháng 6. Theo dữ liệu của BNE Intelinews hồi tháng 8, Nga đã vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm, đã điều chỉnh. Chịu nhiều cú sốc thời gian gần đây cũng như bị cắt nguồn khí đốt giá rẻ của Nga, Đức hiện đang trì trệ và tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Thậm chí, Ngân hàng Thế giới đã cải thiện thứ hạng của Nga sau khi sửa đổi dữ liệu và nói rằng Nga thực sự đã vượt qua Nhật Bản từ hồi năm 2021 và duy trì vị trí thứ tư kể từ đó. Các tính toán trước đây của họ dựa trên dữ liệu năm 2017 nhưng hiện đã được cập nhật để phản ánh số liệu của năm 2021. Cụ thể, GDP của Nga tính theo sức mua tương đương vào năm 2021 là 5,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, còn Nhật Bản là 5,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế nước này cũng đã tăng lên 6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và 6,45 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Còn Nhật Bản, GDP đã tăng lên 5,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và 6,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra cho chính phủ của mình mục tiêu tạo ra tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn cầu cũng như đạt được vị trí thứ tư thế giới trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Và Nga đã vượt qua Nhật Bản, đạt được mục tiêu trước thời hạn. Nga đã thay đổi mô hình kinh tế của mình và sau nhiều thập kỷ thắt lưng buộc bụng, họ đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ và thúc đẩy tăng trưởng. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Nga đã khiến các nhà phân tích bất ngờ với mức tăng trưởng 3,6%. Năm nay, Ngân hàng Thế giới đã tăng gần gấp 3 dự báo tăng trưởng từ 1,1% lên 3,2%. Bộ Kinh tế Nga cũng lạc quan với nhận định tương tự. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!